Việt Nam Oman, trận thua đáng tiếc. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Oman ở trận đấu sân nhà cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu có điểm trên sân vận động Mỹ Đình để làm món quà dành tặng người hâm mộ, cũng như lập kỷ lục về thành tích của đại diện Đông Nam Á. Hồng Dũng và các đồng đội nhập cuộc hứng khởi ngay từ những phút đầu tiên. Quang Hải vẫn là niềm cảm hứng trong những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam, nhưng các chân sút áo đỏ vẫn thiếu sự chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, sau những phút đầu lép vế, đội tuyển Oman đã lấy lại được thế trận và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng kể nhất là cú sút trong vòng cấm đi trên cột dọc của Al Abri ở phút thứ 20. Hiệp 1 khép lại với tỷ số không đều. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức thay Công Phượng vào sân giúp khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam được cải thiện đáng kể. Những chiến binh sao vàng tạo ra sức ép lớn lên khung thành Oman nhưng vẫn chưa đủ chính xác để mở tỷ số. Dẫu vậy, trong thế trận ép sân, đội tuyển Việt Nam lại bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút thứ 65, từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ số 7 Khalid Al-Hari của Oman đánh đầu chính xác tung lưới nguyên mạnh, mở tỷ số trận đấu. Bị thủng lưới, đội tuyển Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ. Cơ hội đáng tiếc nhất thuộc về cú sút phạt hàng rào của Quang Hải ở phút thứ 76, bị thủ môn Oman xuất sắc cản phá. Tỷ số 0-1 được giữ đến hết trận, đội tuyển Việt Nam không thể làm nên kỳ tích tại Mỹ Đình.